Kết quả Manchester United 3-0 thế Leeds, Manchester United có trận thắng đậm nhất từ đầu mùa. Trận đấu Manchester United vs thế Leeds chứng kiến quỷ đỏ có rất nhiều thay đổi trong đội hình. Và họ đã có chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa để giành quyền vào vòng 4 League Cup. Bàn thắng Manchester United vs thế Leeds. Manchester United, Garnacho, 21, Casemiro, 27, Maso, 55. Chỉ phải đối đầu với một Crystal Palace không có phong độ quá ấn tượng, hòa một và thua một trong hai trận gần nhất. Huấn luyện viên Erik ten Hag tự tin sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và những người hay phải đá dự bị. Thêm vào đó, điểm khác biệt chính là sơ đồ thi đấu. Vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 nhưng tân binh Sofian Amrabat đá hậu vệ trái bên cạnh Diogo Dalot, Harry Maguire và Raphael Varane, người vừa trở lại sau chấn thương. Một tân binh khác là Mason Mount đá cặp tiền vệ trung tâm cùng với Casemiro. Bộ ba đá phía trên là Facundo Pellizzi, Alejandro Garnacho và Hannibal Mbeki. Anthony Maso đá cao nhất. Những trụ cột như Bruno Fernandes hay Marcus Rashford được cho nghỉ ngơi hoàn toàn. Cách bố trí sơ đồ và con người mới mẻ này đã mang lại tác dụng cho Man United. Họ kiểm soát bóng tới 69%, tung ra 13 pha dứt điểm, 7 lần trúng đích và ghi được 3 bàn thắng. Casemiro tỏa sáng ở trận Manchester United vs Palace với 1 bàn và 1 kiến tạo. Thậm chí, hiệp 1 trước Palace còn được cho là hiệp đấu hay nhất của quỷ đỏ từ đầu mùa giải 2023-24. Phút 21, Pellizzi và Dalot phối hợp nhịp nhàng trước khi Garnacho tung ra cú đá cận thành chính xác mở tỷ số trận đấu. Chỉ 6 phút sau, Manchester United đã có bàn thứ hai. Từ quả đá phạt góc của Mason Mount, Casemiro bật cao đánh đầu hiểm hóc để nhân đôi cách biệt. Và tới phút 55, Casemiro trở thành người kiến tạo khi pha treo bóng vừa vặn của anh giúp Maso băng vào dứt điểm một chạm. Đánh bại Sam Johnstone ấn định tỷ số 3-0. Đánh bại Palace với chiến thắng đậm nhất từ đầu mùa, Manchester United giành quyền vào vòng 4 League Cup. Đây cũng là lần đầu tiên họ có hai trận thắng liên tiếp sau khi vừa đánh bại Burnley 1-0 ở vòng 6 Premier League. Quỷ đỏ sẽ tiếp tục gặp lại Palace tại vòng 7 diễn ra vào cuối tuần này và người hâm mộ đang hy vọng họ sẽ kéo dài chuỗi trận thắng của mình. Đội hình thi đấu Manchester United vs Palace. Manchester United, Onana, Dalot, Maguire, Varane, Tevan 61, Pellizzi, Casemiro, Amrabat, Go 61, Garnacho, Hannibal, Van de Beek 71, Mount, Lindelof 46, Maso, Højlund 75, Palace, Henderson, Johnstone 19, Clint, Richard, Holding, Mitchell, Raido, Ojo 80, Doku, Hill 60, Rakitić, Gueye 46, Sloup, Eze 60, Mateta